Cô gái dẫn 9 em bé về nước, định tìm lại con cả thất lạc bên ngoài. Kết quả vừa quay lại thì thấy chồng cũ giám đốc dẫn theo trà xanh lên cầu thang, nên cô vội vàng quay đi đeo kính râm và mũ. Vậy mới không bị Hàn Đình nhận ra, nhưng Yêu Yêu đã nhìn ra cô là ai từ lâu, nhưng cô ta không vạch trần, mà cố tình để cô dẫn bọn trẻ đi. Kết quả ngày hôm sau, khi Diệp Táp đến công ty Hàn Đình phỏng vấn, thì bị Yêu Yêu phái người gây khó, đổi vị trí nhà thiết kế ban đầu thành thư ký riêng cho Yêu Yêu. Tiền tiểu thư là nghệ sĩ nổi nhất tập đoàn chúng tôi, tương lai sẽ là nữ chủ nhân của Hoắc thị. Nếu không phải cô ấy chấm thiết kế của cô, e là cô không có vinh hạnh này. Diệp Táp nghe xong giận xì khói, ném tung hợp đồng lên rồi định rời đi ngay. Kết quả vừa xoay người đã tình cờ bắt gặp người cô không muốn gặp nhất. Diệp Táp vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Hàn Đình túm lại. Sau đó anh bế cô lên, đưa cô về văn phòng, ném lên sofa. Muốn báo mối thù năm xưa, cô dám chạy nữa thử xem. Sao hả? Lẽ nào sếp Hoắc bị tôi ngủ một đêm, đã không dám chơi à? Cô gọi chuyện này là chơi. Nhìn vẻ mặt của sếp Hoắc, là muốn thử lại một lần à? Hóa ra nhiều năm trước, Diệp Táp là con gái tỷ phú, lấy ra thế ra ép Hàn Đình kết hôn với cô. Kết quả đăng ký xong thì giữ mình 3 năm. Nào ngờ một ngày gia tộc cô gặp nguy cơ phá sản. Lúc này mẹ chồng đã có ý kiến với cô, vì không biết sinh con từ lâu, nên bà ta cố ý chia rẽ quan hệ của cô và Hàn Đình, khiến Diệp Táp quyết tâm rời khỏi nhà chồng. Vào tối trước ngày rời đi, Diệp tán lén cho Hàn Đình uống rượu vang đã bỏ thuốc, muốn báo Hàn Đình thêm một lần. Hôm sau Hàn Đình tỉnh dậy, đã phát hiện Diệp Táp không từ mà biệt, chỉ để lại một tờ giấy. Sếp Hoắc có năng lực lắm, thưởng tip 1000, chúng ta không hẹn gặp lại. Diệp Táp, Diệp Táp, dù cô trốn tới chân trời góc bể, tôi cũng phải bắt cô về. Diệp Táp ra nước ngoài phát triển cũng không ngờ, chỉ vì một ly rượu đó mà cô đã mang thai 10 đứa một lần. Nhưng con trai cả khiếm khuyết bẩm sinh khó giữ mạng, nên cô đã gửi con cả tới nhà Hàn Đình nuôi. Sếp Hoắc, đứa bé này là hàng gửi anh. Cái gì? Chúng tôi đã tra camera, phu nhân, để tiểu thiếu gia lại rồi đi. Ở đây còn có một bức thư cho anh. Bố nó, anh nuôi con nhé. Tôi ra nước ngoài tìm chân ái đây. Cô dám phản bội tôi. 5 năm sau, Diệp Táp vì tìm lại con cả cho 10 đứa con đoàn tụ nên đã chọn về nước phát triển. Không ngờ chưa gặp được con, đã bị Hàn Đình bắt tại chỗ. Cô gái này là ai? Vậy mà sếp Hoắc còn bế cô ta, mất mặt quá đi. Sếp Hoắc, cấp cao của công ty, vấn đề hacker giao cho cậu. Bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn, lát nữa báo cáo kết quả luôn. Nghe thấy chưa, cô ấy là chuyện quan trọng hơn của sếp Hoắc. Các anh nghĩ, cô ấy và Tiền tiểu thư, ai sẽ trở thành Hoắc phu nhân thật sự? Mau đi làm việc. Đi, đi, đi. Nếu cô đã tìm được người ở nước ngoài, tại sao còn phải quay về? Về gặp con trai ruột bị cô bỏ rơi à? Bây giờ nói chuyện này cũng vô ích. Tôi chỉ muốn biết thằng bé có ổn không. Cô không có tư cách hỏi. Cô nghĩ mình là ai? Cô xứng gặp nó không? Nếu vậy, tôi không quấy rầy sếp Hoắc nữa. Tạm biệt. Tôi không cho cô đi. Sếp Hoắc, phòng kỹ thuật. Bão cát ở đâu vậy? Bão lớn quá, cay mắt quá, tôi không thấy gì hết. Có chuyện gì, sếp Hoắc? Tôi thật sự không thấy gì hết, tôi thể là bão cát lớn quá. Nói chuyện nghiêm túc. Sếp Hoắc, phòng kỹ thuật có chuyện rồi. Phòng kỹ thuật không giải quyết được nên tôi tìm một người giúp. Bố ơi, con sẽ giải quyết hacker giúp bố. Lần này con muốn gì? Con muốn biết mẹ ở đâu. Cô ta đã không cần con rồi, con còn tìm làm gì? Đừng hiểu lầm, con chỉ muốn cắt đứt quan hệ trực tiếp. Đại Dương, được, bố đồng ý với con. Tìm được người phụ nữ lòng lang dạ sói này, bố sẽ cho con cắt đứt quan hệ trực tiếp với cô ta. Cho tôi nói chuyện với con. Thần thần, dì dẫn cháu đi tìm bố, được không? Bố, mau dẫn người phụ nữ phiền phức này đi. Cô cũng nghe thấy rồi, thần thần không cần người mẹ lòng lang dạ sói như cô. Loại bố lăng nhăng như anh cũng không tốt đi đâu được. Vả lại, anh không nghe thần thần nói muốn gặp tôi à? Ai là mẹ của nó do tôi quyết định. Anh, cả đời này cô không có cơ hội gặp nó nữa. Hoắc Hàn Đình, thả tôi ra. Cục cưng, mẹ đừng sợ. Bây giờ con mở cửa cho mẹ. Không ổn, tứ dư có người phá tấn công của em. Vừa hay, hành một lũ gà mờ có gì thú vị. Để em gặp người đó. Xong rồi. Cảm ơn con, mẹ sẽ về ngay. Mẹ, người nhốt mẹ lại hồi nãy là bố à? Anh ta không phải bố, đó là kẻ thù của chúng ta. Lâu lắm rồi không gặp đối thủ, thú vị đấy.
Một lũ vô dụng. Hoắc thị thuê các người làm gì? Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được. Tại sao cô ở đây? Hàn Đình, em nghe nói phòng kỹ thuật có chuyện nên cố ý đợi anh ở đây. Họ không làm tốt công việc, em không nhịn được nói họ vài câu. Thần Thần không thích cô đừng làm phiền trước mặt nó. Hàn Đình, nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Lương Hạo, tiễn khách. Tiền tiểu thư. Thắng rồi. Đối phương rất giỏi, nhưng con vẫn cao tay hơn. Đây là địa chỉ IP của hacker. Lúc nào bố đưa con đi gặp người phụ nữ đó. Bố cũng không biết cô ta ở đâu. Đợi bố tìm được sẽ dẫn con đi gặp, được không? Anh thắng rồi à? Bọn anh không phân thắng bại. Anh ta nói anh ta tên Hoắc Minh Thần, còn hẹn anh ra ngoài chơi nữa. Thật không vậy, anh đi cùng em, anh bảo vệ em. Mẹ. Các con. Mẹ không thoải mái à? Mẹ, có phải mẹ lại bị chú xấu tính đó bắt nạt không? Bọn con báo thủ giúp mẹ. Không, chỉ là mẹ mệt quá thôi. Nghỉ ngơi là được rồi. Có các con ở đây, ai dám bắt nạt mẹ? Người đâu? Lẽ nào lại mọc cánh bay được chắc? Khóa thông minh không có dấu vết bị phá, là hệ thống giám sát bị phá. Không biết cô Diệp đã đi bằng cách nào? Lúc cô ấy đến phỏng vấn nhà thiết kế đã để lại địa chỉ và số điện thoại. Tử Kinh Hoa Viên. Lại là Diệp Táp. Diệp Táp, không ổn rồi, sếp Tiểu Thiếu Gia biến mất rồi. Cái gì Thần Thần biến mất rồi? Có chuyện gì vậy? Lúc trước Tiểu Thiếu Gia vẫn bình thường, vậy mà thoát cái đã biến mất. Đi tìm đi, không tìm được ngày mai không cần đi làm nữa. Mẹ cũng như thế, xảy ra chuyện gì rồi? Không thể để Hoắc Hàn Đình biết sự tồn tại của mấy đứa khác, nếu không chắc chắn anh ta sẽ giành với mình. Nhị Dương, lập tức dẫn các em thu dọn hành lý, đợi mẹ về chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Mẹ căng thẳng như vậy, lẽ nào là chú xấu xa giam cầm mẹ? Phát hiện địa chỉ IP của chúng ta nên tìm đến rồi. Nhưng sao chú xấu xa biết địa chỉ IP của chúng ta? Chỉ có Hoắc Minh Thần biết địa chỉ của chúng ta. Anh coi anh ta là bạn, kết quả anh ta và chú xấu xa là một bọn. Đi, bây giờ chúng ta đi tính sổ với anh ta. Đúng là đây rồi. Hoắc Minh Thần, anh dám tiết lộ địa chỉ nhà tôi. Các cậu muốn đánh tôi à? Cùng lên đi. Chuyện nhỏ, hoành hoang thật. Tại sao anh không đánh trả? Tôi cho các cậu chút giận, chúng ta huề nhau. Anh ta đã chịu thua rồi, hay chúng ta thôi đi. Nếu mẹ biết chúng ta đánh nhau, chắc chắn sẽ rất lo. Mẹ các cậu yêu các cậu lắm à? Tất nhiên rồi. Trên thế giới này, mẹ nào cũng yêu con mình hết. Tại sao mẹ tôi không yêu tôi? Đợi đã, anh cố ý đến đây tìm bọn tôi à? Tôi biết tôi tiết lộ địa chỉ của các cậu là không đúng. Tôi muốn xin lỗi các cậu, không có lần sau nữa đâu. Tôi về trước, nếu không bố sẽ lo lắng. Đây là đâu? Nó giống Hoắc Hàn Đình quá. Lẽ nào là Thần Thần của mình sao? Đây là đâu nhỉ? Cậu bé ấy giống Hoắc Hàn Đình quá. Lẽ nào cậu bé là Thần Thần của mình? Chị ơi, hướng đông là hướng nào ạ? Em lạc đường à? Vâng, chị có thể đưa em về nhà không? Chị có thể ôm em được không? Được ạ. Em tới nhà rồi. Nhà họ Hoắc, quả nhiên cậu bé là đại dương của mình. Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm. Diệp Táp. Quả nhiên là cô. Lương Hạo, đưa Tiểu Thiếu Gia đi trước đi. Vâng.
tiểu thiếu gia theo tôi về nhà nào. Khoan đã, bỏ tôi ra. Cô lập tức rời khỏi thành phố này cho tôi. Đừng bao giờ quay trở lại. Hoắc Hàn Đình, dựa vào cái gì hả? Anh nghĩ anh là thiên vương lão tử đấy hả? Nếu không tôi sẽ bắt người tình của cô. Còn không đi hả? Người mình yêu bao nhiêu năm lại chỉ coi mình là kẻ thù. Mình đúng là thất bại. Phải làm sao mới đưa được thần thần của mình đi đây? Có phải thần thần đã biết Diệp Táp là mẹ của thằng bé rồi không? Thần thần, con thấy người phụ nữ vừa nãy thế nào? Người phụ nữ đó không hợp với bố đâu. Sao cơ? Người phụ nữ đó không hợp với bố, bị một đứa trẻ con như con xoay mòng mòng, không chút đề phòng đã dám tới nhà người khác. Quá ngốc. Lẽ nào mình đã hiểu lầm Diệp Táp? Diệp Táp. Hoắc Hàn Đình, anh đi theo tôi tới đây làm gì? Chuyện của thần thần là tôi hiểu lầm cô. Sếp Hoắc đang xin lỗi tôi ư? Tôi không nhầm chứ? Chú ý thái độ của cô. Anh đã không còn là chồng của tôi, không có tư cách yêu cầu tôi phải có thái độ tốt với anh. Trong lòng tôi chỉ quan tâm thần thần. Trước đây cô đã bỏ rơi thằng bé thì không có lý do để tiếp cận nó nữa. Dù đã ly hôn, tôi cũng có quyền thăm nom hợp pháp. Khi xưa cô bỏ rơi thần thần, chút bỏ gánh nặng ra nước ngoài cùng người tình, thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Hoắc Hàn Đình, anh đừng quá đáng quá. Anh biết năm đó khi sinh thần thần, tôi đã phải trải qua những gì không? Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu cho tôi gặp con? Hối hận rồi à? Phải, tôi hối hận rồi. Thần thần là máu mủ ruột thịt của tôi không thể bỏ thằng bé. Cô chỉ hối hận mỗi chuyện này thôi sao? Sao cơ? Cô không hối hận vì đã bỏ thuốc tôi à? Dù sao cô ta cũng là mẹ của thần thần, gặp một lúc cũng không phải không được. Mẹ ơi, con yêu, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Con về nhà trước, ngoan ngoãn chờ mẹ nhé. Trông thằng bé cũng tầm tuổi như thần thần. Lẽ nào anh ta đã phát hiện? Cô đúng là không ngừng nghỉ một giây phút nào. Vừa ra nước ngoài đã sinh con cùng người tình của cô rồi. Phải thì thế nào? Tôi đã nói tôi muốn đi tìm tình yêu đích thực rồi. Tôi không thể nào vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa được chứ. Cô ta luôn miệng nói yêu mình, nhưng quay người đã đi tìm người đàn ông khác. Thế mà mình còn đang nghĩ cho cô ta gặp thần thần. Nhớ lời cô nói đấy, rời khỏi đây từ sớm cho tôi. May mà không để anh ta phát hiện ra mấy đứa bé khác. Thần thần, anh xem, có phải mẹ tôi rất xinh không? Không ngờ người phụ nữ ngốc nghếch này lại là mẹ của Tứ Dương. Mẹ đưa chúng tôi về nước là để tìm anh cả của tôi. Đây là thông tin về anh cả của tôi. Anh có nhiều manh mối, tìm giúp chúng tôi với. Được. Không ngờ anh cả của họ lại sinh cùng ngày với mình. Mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Con không ngủ được. Gặp ác mộng à? Con gặp ác mộng gì nào? Con mơ thấy các bạn trêu rằng con là con hoang không có mẹ. Bọn họ đều có mẹ, nhưng bên cạnh con chỉ có giúp việc. Con biết bố vẫn luôn lừa con. Bố không muốn cho con biết người phụ nữ đó. Không sao, con một mình quen rồi. Lẽ nào mình thật sự đã sai? Thần thần, bố đồng ý với con, ngày mai đưa con đi gặp mẹ, được không? Thật ạ. Thật. Hoắc Hàn Đình, cả ngày anh không có việc gì làm à? Lại gọi điện định đuổi tôi đi sao? Xem ra cô không muốn ngày mai đón thần thần tan học rồi. Đương nhiên không muốn. Cái gì? Anh đồng ý cho tôi gặp thần thần rồi ư? Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ lười tìm người phụ nữ khác mạo danh mẹ của thằng bé, rồi sau này cô sẽ phải đoạn tuyệt quan hệ trước mặt thằng bé. Ngày mai tôi sẽ đi đón thần thần. Tốt quá rồi, cuối cùng mình cũng được đi đón thần thần với tư cách là mẹ. Đến câu cảm ơn cũng không có, mất lịch sự. Hàn Đình, muộn thế này rồi cô còn đến đây làm gì? Hàn Đình, em là vợ chưa cưới của anh, sao anh cứ phải xa cách như vậy? Tối nay cho em ở lại cùng anh được không? Đính hôn là ý của gia đình, tôi không đồng ý. Có phải anh vẫn còn nhớ nhung Diệp Táp không? Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Trước đây cô ta phản bội anh, bỏ đi cùng người khác. Anh không thể nhìn em được à? Tôi chỉ không muốn mình trải qua một cuộc hôn nhân không có tình cảm nữa thôi. Sau này không được tôi cho phép, không được tới đây.
đều tại Diệp Táp. Nếu Hàn Đình biết Diệp Táp vẫn còn 9 đứa con, mình sẽ hoàn toàn hết cơ hội. Mình phải nhân lúc cô ta chưa về nắm thật chặt trái tim Thần Thần. Hôm nay là được gặp anh cả rồi, hóng quá. Diệp Táp, sao cô lại ở đây? Cô muốn lấy lòng Thần Thần để quay lại với Hàn Đình đúng không? Bây giờ Hàn Đình hận cô thấu xương, cô có mặt mũi nào đứng trước mặt anh ấy? Cút ngay cho tôi. Vậy cô hoang mang cái gì? Cô Diệp Táp, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Dừng tay. Diệp Táp, cô muốn làm gì? Hàn Đình, em luôn coi Diệp Táp là chị em, nhưng cô ấy... Tiền Yêu Yêu, đừng nhận người thân bừa bãi, mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi. Cái tát này là cô tự đòi. Diệp Táp, cô phản bội Hàn Đình, bỏ đi cùng trai lạ, có tư cách gì chỉ trích tôi? Dựa vào việc cô trên chân vào cướp vị trí lên làm tiểu tam, đủ rồi. Thế nào, muốn đánh trả giúp Hoắc phu nhân của anh à? Đừng quên hôm nay cô đến đây để làm gì. Hàn Đình, Tiền Yêu Yêu, nhận rõ thân phận của cô, đừng để tôi thấy cô tới gần Thần Thần nữa. Bố của Thần Thần là bố của chúng ta, vậy Thần Thần chẳng phải chính là anh trai của chúng ta sao? Thần Thần ra rồi kìa. Bố, sao là lại gì ấy? Vậy mình chẳng phải anh trai mà nhóm Tứ Dương đang tìm hay sao? Thần Thần, đáng đời, đây là cái giá của việc cô bỏ rơi Thần Thần, còn mình thì sống ung dung nhàn nhã đấy. Bố ơi, bố đưa gì ngốc nghếch tới đây làm gì? Thần Thần không nhận ra mình. Thôi vậy, đã giúp thì giúp cho chót. Thần Thần, gì ấy chính là... Bố ơi, con mệt rồi, chúng ta về nhà được không? Cô cũng thấy rồi đấy, tôi đã cho cô cơ hội, là Thần Thần không muốn gặp cô. Thần Thần, mẹ xin lỗi. Chắc chắn bây giờ mẹ đang rất buồn, chúng ta về nhà, phải nghĩ cách an ủi mẹ mới được. Tại sao anh cả không chịu nhận mẹ nhỉ? Trong lòng mẹ luôn nhớ đến anh cả. Anh ấy không thể làm vậy với mẹ được. Anh cả với anh vô cùng thân thiết. Nếu anh ấy biết quan hệ của anh với mẹ, chắc chắn sẽ lập tức nhận mẹ ngay. Bây giờ anh sẽ tìm anh ấy nói chuyện. Ừ, tôi biết từ lâu rồi. Anh ấy đã biết rồi vì sao còn làm vậy. Em nghĩ là anh ấy muốn đi theo người bố có tiền, nên mới không chịu nhận mẹ thôi. Chắc là anh cả có nỗi khổ tâm gì đó. Có thể có được nỗi khổ tâm gì? Người anh cả này, anh không nhận, sau này anh sẽ là anh cả. Các con ơi, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức ra nước ngoài. Mẹ ơi, mẹ không muốn tìm anh cả nữa ạ. Anh cả của các con không về nữa đâu. Không về nữa thì thôi. Mẹ có 9 anh em chúng con là đủ rồi. Nhưng anh cả là người nhà chúng ta. Mẹ từng nói sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai trong số chúng con. Con nói đúng. Các con đều là con yêu của mẹ. Mẹ sẽ không bỏ rơi đứa nào hết. Mẹ nhất định sẽ đưa Đại Dương về. Gia đình chúng ta phải đoàn viên. Anh đã không chịu nhận mẹ, còn tới tìm chúng tôi làm gì? Đều là con do mẹ sinh ra. Tại sao sinh tôi ra lại vứt tôi cho bố? Không cần tôi, tình thâm tới muộn thà không có còn hơn. Anh học ở đâu câu này thế? Mẹ không phải người như thế. Lần này mẹ đưa chúng tôi về nước là để tìm anh thôi đấy. Chắc chắn mẹ có nỗi khổ tâm gì đó. Chúng tôi sẽ giúp anh cùng tìm ra chân tướng năm đó. Đây là cảm giác có người nhà ư? Rốt cuộc anh có nhận mẹ không hả? Cho tôi chút thời gian được không? Ôi anh trai của tôi ơi, nếu anh còn chờ nữa, mẹ với bố Dượng đã sinh em bé thứ 11 rồi. Chúng ta sẽ không phải xa nhau đâu. Chúng ta sẽ được đoàn viên. Được, em nhận người anh cả này. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh tình hình của những em trai em gái khác. Em là anh hai. Tứ Dương thì anh đã biết rồi, là anh thứ tư trong nhà. Nguyệt Nguyệt là em út của chúng ta. Ngoài ra anh vẫn còn 6 người em trai nữa. Chúng ta là thai sinh 10. Thì ra anh còn có nhiều em trai em gái thế à. Chúng ta phải cùng nhau giúp bố mẹ tái hôn. Nhưng nếu bố của anh, mẹ của chúng em
không chịu kết hôn thì phải làm sao? Anh có cách. Được, là theo lời em nói. Táp táp. Bao năm trôi qua rồi, em vẫn đẹp như thế. Chúng ta thành công rồi. Tứ Dương, em đúng là thông minh. Mọi người xem phim ngắn không? Chỉ khi tình địch xuất hiện, nam chính mới phát hiện mình rất yêu nữ chính. Bây giờ chúng ta phải tìm nam phụ thâm tình cho mẹ. Nam phụ thâm tình ở đâu cơ? Chú ấy đẹp quá, hơn người bố hung dữ trước đây nhiều. Hay là chúng ta để chú ấy làm bố mới của chúng ta đi. Nguyệt Nguyệt, em đừng trồng cây xin nữa. Tứ Dương, em gửi ảnh cho anh để cả. Bố ghen đi. Như vậy anh cả sẽ được đoàn tụ cùng với chúng ta. Mẹ không thể chấp nhận cả bố và chú xinh đẹp à? Còn lâu bố mới ghen. Nhìn thấy ảnh, có khi bố còn đuổi mẹ đi ấy chứ. Như thế sau này anh sẽ không được gặp mẹ nữa. Anh cả, anh cho bố xem ảnh chưa? Em trai, em nghe anh con nói gọi này. Ai là em trai thế? Không ạ, mấy người bạn của con thôi. Tính của thần thần không giống như có thể xưng anh gọi em với người khác. Con rửa tay đi, cơm trưa đã nấu xong rồi. Nhận nhau. Anh cả. Mẹ ơi. Sếp Hoắc, tôi đã điều tra thông tin về cô Diệp. Cô ấy ở nước ngoài vẫn luôn độc thân. Lẽ nào thật sự là mình hiểu lầm cô ấy? Dừng xe. Năm đó tôi không nắm quyền gì, không giúp được. Xin lỗi em. Khi xưa nhà họ Lâm bỏ đá xuống giếng, bây giờ anh là tổng giám đốc Lâm Thị, đương nhiên không muốn giúp. Lâm Khiếu Ngôn, từ hôm nay chúng ta không còn là bạn nữa. Thù của bố tôi sẽ tự trả. Táp táp, tôi có thể giúp em cứu chú Diệp ra. Lấy tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Diệp Táp, đây chính là người tình cô giấu 5 năm ư? Đây chính là người tình cô giấu 5 năm ư? Hoắc Hà Đình, anh còn dám tới à? Lâm Khiếu Ngôn, không ngờ lại là anh. Thì ra Lâm Khiếu Ngôn là người tình của Diệp Táp. Bảo sao Lương Hạo không điều tra ra được gì. Hoắc Minh Thần, sau này Lâm Khiếu Ngôn sẽ là bố của con. Mau gọi bố đi. Mau gọi bố, nếu không tao đánh mày. Không thể để con mình gọi người khác người là bố được. Hoắc Hàn Đình, có tôi ở đây, không ai được ức hiếp Táp Táp hết. Táp Táp, gọi nghe thân mật gớm nhỉ. Hoắc Hàn Đình, anh ta đang ghen sao? Cô đừng tưởng có Lâm Khiếu Ngôn ở đây thì có thể đưa thần thần đi. Thần thần không có một người mẹ như cô. Anh, Hoắc Hàn Đình, anh đừng có quá đáng. Táp Táp là mẹ ruột của thần thần, cô ấy có quyền thăm con. Dựa vào con trai tôi không nhận cô ta. Dựa vào việc nhà họ Diệp đã sa sút, Diệp Táp căn bản không xứng ở lại. Hóa ra trong lòng anh ta, mình là kiểu phụ nữ tệ hại vậy sao? Chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể đuổi Diệp Táp đi. Vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem. Nếu mình có thể giúp Táp Táp giành lại quyền nuôi thần thần, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình. Đồng ý ở bên mình thôi. Táp Táp, em yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Tuyệt đối không để Hoắc Hàn Đình đuổi em đi. Được, nhưng việc kết hôn thì thôi đi. Nếu anh đồng ý giúp tôi đồng ý trả thù lao xứng đáng. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị đích thân làm việc cho em ra giá đi. Quên không hỏi chuyện của con rồi. Nếu cậu bị câm thì đi khám đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Trong lúc điều tra tư liệu của Diệp tiểu thư, phát hiện một phần tư liệu đã bị ẩn đi. Trình độ của đối phương rất cao, chúng tôi tạm thời chưa thể phá giải. Rốt cuộc cô ta muốn che giấu chuyện gì? Mẹ ơi.
muốn che giấu sự tồn tại của một đứa con khác sao? Sếp Hoắc, Diệp Táp, cô có thể không rời khỏi đây, nhưng cô phải đồng ý một điều kiện. Sếp Hoắc, chúng ta đã ly hôn rồi, anh cũng sắp kết hôn luôn rồi. Không phải là... là điều kiện cùng trải đêm xuân gì đó đây chứ. Tôi thiếu loại phụ nữ đời sống riêng hỗn loạn như cô sao? Đến loại người như Tiền Yêu Yêu anh còn chạm vào được, còn nói người khác đời sống riêng hỗn loạn. Diệp Táp, nếu như cô có thể làm vú em cho Thần Thần, tôi có thể cân nhắc không ép cô rời khỏi thành phố này. Sếp Hoắc, quyết định vậy đi, người tốt cả đời bình an, nhưng mà nhớ kỹ, không được để lộ thân phận thật. Chỉ chăm sóc thằng bé ăn uống đi lại thôi. Được. Miệng là của tôi, anh quản được tôi chắc. Tốt quá rồi, ngày mai là được gặp Thần Thần rồi. Alo, số nhà bao nhiêu, tôi tới đón cô. Không thể để anh ta phát hiện ra các con được. Nói gì đi chứ, sếp Hoắc, anh khách sáo quá rồi. Nhưng mà tôi không cần. Đúng 7 giờ tôi sẽ tới nhà anh trình diện. Cô ta chột dạ tới vậy sao? Xem ra thân phận đứa bé đó có vấn đề thật rồi. Tôi đã ở trong thang máy luôn rồi. Sếp Hoắc, tôi hơi khát, vào nhà cô uống cốc nước đi. Sếp Hoắc, chất lượng nước nhà tôi kém lắm, không xứng với anh, thôi về nhà anh rồi uống đi, buông ra. Cô định làm gì? Định quyến rũ tôi sao? Đi thôi, ngày đầu tiên đi làm, tôi không muốn đến muộn. Thần Thần yếu hơn mấy đứa trẻ bình thường một chút, nhớ chú ý dinh dưỡng. Còn nữa, nhớ đừng kích thích nó. Đi đi. Giờ cô ta không ở nhà, nghĩ cách lấy tóc của đứa bé đó, đem xét nghiệm đi. Thần Thần, con muốn ăn gì? Để mẹ. Để dì làm cho cháu. Dì là vú em mới sao? Đừng quên thân phận của mình đấy. Cô vú em mới này dám làm thân với tiểu thiếu gia như vậy, chết chắc rồi. Cô ta muốn chết thì thôi, còn liên lụy chúng ta nữa. Còn không mau đưa cháu đi ăn sáng. Đó có còn là tiểu thiếu gia khó gần đó nữa không? Cô gái này có lai lịch thế nào? Thật sự là thần thần của mình sao? Cuối cùng mình cũng tìm được nó rồi. Thần Thần, xem gì đem gì tới cho cháu này. Dì đã may áo cho cháu đấy, có thích không? Chỉ một chiếc thôi sao? Lần này dì tới hơi vội, chỉ đem có một chiếc. Ít quá. Vậy giờ chúng ta đi dạo phố đi, mua thêm vài bộ cho cháu, được không? Chủ tịch, thiếu gia và vú em mới đi dạo phố rồi, có vẻ rất thân thiết. Lẽ nào họ nhận nhau rồi? Chủ tịch Hoắc, chúc mừng anh, có thêm một công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ? Đứa bé đó không phải con trai sao? Cậu chắc chắn không lấy nhầm mẫu đấy chứ? Đúng mà, tôi đã tìm bảo vệ khu vực để lấy tóc. Vậy khi nào chúng mới đón công chúa về đây? Tiếng phổ thông của cậu có luyện tập đàng hoàng đi được không? Thần Thần, cho thích bộ nào để dì mua cho cháu? Tùy dì ạ. Tùy dì ư? Vậy dì mua hết nhé. Ừm. Đây là cảm giác có mẹ sao? Hoắc Minh Thần không có mẹ, để người ta cười ha ha. Ai dạy cháu nói như vậy hả? Xin lỗi đi, cậu ta đúng là con hoang không có mẹ mà. Tất cả bạn nhỏ ở nhà trẻ đều biết. Sao cháu phải xin lỗi? Cháu? Cô bị điên à? Sao lại ức hiếp con trai tôi? Cô à, con trai cô nói chuyện như vậy không nên xin lỗi hay sao? Nó còn không phải con hoang nữa à? Nó cũng xứng sao? Thằng con hoang kia, mẹ mày đâu? Ồ, mày không có mẹ. Không thì sao lại gọi là con hoang cơ chứ?
Ai nói nó không có mẹ nào? Tôi chính là mẹ nó. Cô là mẹ nó. Nghèo kết xác thế kia, y như vú em ấy. Đúng là vú em xứng với con hoang. Các người chỉ là kiến cỏ dưới đất thôi. Bố tôi đá một cái cũng đạp chết được các người rồi. Thằng con hoang, mày muốn chết sao? Trương phu nhân là hội viên vàng ở chỗ chúng tôi. Cô dám đánh cô ấy ở đây, lập tức rời đi cho tôi. Dám đụng vào tôi ư? Lập tức quỳ xuống lại ba cái. Nếu không tôi giết các người đấy. Ai phải lại cô cơ? Sếp Hoắc ức hiếp con trai tôi. Cô chán sống rồi à? Thằng con hoang. À, anh bạn nhỏ này là con của anh sao? Chúng tôi không cố ý đâu. Nhà họ Trương ở thành Bắc, đến lúc phá sản rồi. Sếp Hoắc, đừng mà. Tôi biết lỗi rồi. Sếp Hoắc, đừng mà. Sếp Hoắc. Vừa nãy nhất thời kích động đã nói ra chuyện mình là mẹ nó mất rồi. Thần thần sẽ nhận mình sao? Vừa nãy cảm ơn gì nhiều lắm. Diễn xuất rất tốt. Diễn ư? Thần thần, thực ra gì? Diệp Táp, tôi đã biết bí mật của cô rồi. Lẽ nào Hoắc Hàn Đình đã biết chuyện của chín đứa con còn lại rồi? Không được, không thể để anh ta cướp con của mình được. Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Đã lúc này rồi, cô còn già mồm. Xem ra cô vẫn chưa thủ đoạn của Hoắc Hàn Đình tôi rồi. Sếp Hoắc, đưa thiếu gia đi ăn đi. Được. Để tôi nấu ăn cho nó cho. Diệp Táp, trong cái nhà này, việc đầu tiên cô phải làm là nghe lời tôi. Vũ em mới có lai lịch thế nào vậy? Không chỉ dỗ tiểu thiếu gia nghe lời răm rắp, đến chủ tịch đối với cô ta cũng không tầm thường. Còn có quan hệ gì được nữa? Cô xem, chủ tịch đã kéo cô ta vào phòng ngủ luôn rồi. Hồ Ly Tinh, Tiền tiểu thư, nhà họ Hoắc có chuyện. Tài xế, đưa tôi tới nhà họ Hoắc. Để tôi xem, con tiện nhân mặt dày nào dám quyến rũ chồng chưa cưới của tôi. Hoắc Hàn Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Cô tìm mọi cách sinh con ra, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Vậy sao? Sao tôi thấy cái gì cô cũng muốn thế? Hoắc Hàn Đình, trong lòng anh tôi là loại người đó sao? Không phải à? Không lẽ sếp Hoắc cho rằng tôi có ý đồ khác với anh? Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi không thiếu tiền. Đàn ông lại càng không thiếu. Quả nhiên cô đã ở bên Lâm Khiếu Ngôn. Sao nào? Anh ghen à? Cô bớt ảo tưởng đi. Tôi sẽ vì loại đàn bà dâm đãng như cô mà ghen ư? Mau trả con lại cho tôi. Tôi sẽ không để con trai mình gọi người khác là bố đâu. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Không phải thần thần ở chỗ anh rồi cô sao? Cô còn giả vờ nữa. Đợi tôi đập xét nghiệm na vào mặt cô mới thừa nhận sao? Xét nghiệm na? Cô đã sinh đôi. Lại chỉ để thần thần lại cho tôi. Sinh đôi. Xem ra mới chỉ có một đứa bị lộ. Mình không thể để anh ta phát hiện ra tám đứa còn lại. Cô định khi nào thì trả nó cho tôi? Sau đây, Hoắc Hàn Đình, anh định giành con với tôi sao? Con là do tôi khổ sở cửu tử nhất sinh mới sinh ra được. Anh ngoài đóng góp một con nòng nọc ra thì làm được gì? Đừng có được nước làm tới. Tôi cho cô một tuần trả con lại cho tôi. Nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Không ngờ Tứ Dương lại bị Hoắc Hàn Đình phát hiện. Tứ Dương sẽ nhận anh ta sao? Diệp Táp, ra cô chính là vú em mới đó. Tiểu Diệp, nhà họ Hoắc rộng lớn, người cũng đông. Cô đã tới đây làm vú em thì nhìn rõ thân phận của mình đi. Đừng có mơ mộng hão huyền. Rõ chưa? Lúc tôi tới nhà họ Hoắc, chưa từng nghe nói nhà họ Hoắc còn có nữ chủ nhân. Diệp Táp, cô giả vờ thanh cao cái gì? Tôi là vợ chưa cưới của Hàn Đình đấy. Không giống như cô, chỉ là một vú em thấp kém. Tôi muốn giết cô chỉ đơn giản như đạp chết một con kiến thôi. Ồ, Đại Minh Tinh, cô bây giờ không diễn tình chị em với tôi nữa luôn à? Chúng ta chưa từng là chị em. Thời thế thay đổi. Năm đó cô sai bảo tôi đủ điều, giờ tới lượt tôi báo thù rồi. Tiền Yêu Yêu, nếu Hoắc Hàn Đình thích cô, đã lấy cô từ lâu rồi, cô ở đó ra vẻ nữ chủ nhân cái gì? Cô
cô có nói gì cũng vô ích thôi. Con trai cô sắp nhận tôi làm mẹ rồi. Có biết tại sao lại gọi cô tới đây làm vú em không? Bởi vì Hàn Đình muốn cô chính mắt nhìn Thần Thần gọi tôi là mẹ đấy. Cô dám đánh tôi? Tôi là mẹ kế của Thần Thần đấy. Cô không sợ tôi ra tay với con trai cô sao? Nếu cô dám đụng vào con trai tôi sẽ chết chung với cô luôn. Hai người làm gì đó? Hai người làm gì đó? Em tới thăm Diệp Táp, không ngờ cô ta vừa thấy em liền nổi điên. Diệp Táp, cô bỏ rơi con cái phản bội Hàn Đình còn muốn làm hại em nữa, tôi thất vọng về cô quá đấy. Cô nghe ai nói là Diệp Táp tới vậy? Em tới đây rồi mới nghe quản gia nói đấy. Tiền Yêu Yêu, nhà họ Hoắc không phải là nơi cô có thể tùy tiện gài tai mắt vào. Lập tức ra ngoài cho tôi. Được, em đi. Em không ở lại đây làm anh ghét nữa. Vừa nãy anh ta đang bảo vệ mình sao? Diệp Táp, rốt cuộc cô tới đây làm vú em hay là làm loạn hả? Ai đó? Sếp Hoắc, tôi không có nghe lén. Đừng tưởng tôi không biết cô đã bị Tiền Yêu Yêu mua chuộc. Tôi nói cho cô biết, nhà họ Hoắc không giữ người làm hai chủ. Cô bị sa thải rồi, sếp Hoắc, cút. Lời tôi nói cô đã nghe rõ chưa? Gì cơ? Tôi nói nhà họ Hoắc không giữ người làm hai chủ. Anh nói tôi sao? Làm hai chủ ấy hả? Không phải sao? Nếu cô đã muốn chăm sóc Thần Thần thì phải giữ khoảng cách với Lâm Khiếu Ngôn cho tôi. Hoắc Hàn Đình, chúng ta đã ly hôn rồi, anh không có tư cách quản tôi. Anh làm gì vậy? Hoắc Hàn Đình, anh muốn làm gì? Cô nam quả nữ, cô nói xem tôi làm gì được nào. Đồ lưu manh, nằm yên. Tôi xin lỗi. Tốt xấu gì cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện Mountain. Để cô làm vũ em phải thiệt thòi lắm không? Không thiệt thòi. Chỉ cần anh cho tôi ở lại đây, muốn tôi làm gì cũng được hết. Nếu chuyện gì cô cũng làm. Vậy cô tới Hoắc thị làm việc đi. Anh tốt bụng tới vậy sao? Cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là muốn Tứ Dương được sống tốt hơn thôi. Nhớ kỹ, thứ hai tới tỉnh diện. Con khốn, là mày hại tao mất việc. Tao sẽ không tha cho mày. Mẹ về rồi hả? Con nhớ mẹ lắm. Cục cưng, mẹ cũng nhớ con. Mẹ ơi, mẹ nhận nhau với anh cả chưa ạ? Sao anh cả vẫn chưa nhận nhau với mẹ? Tứ Dương, con nói gì cơ? Không có gì ạ. Mẹ ơi, có phải bố lại gây khó dễ với mẹ không? Bố lại ép mẹ ra nước ngoài nữa ạ? Không phải, bố con đồng ý cho mẹ ở lại rồi. Nhưng mà mẹ đã đồng ý một điều kiện với bố các con. Điều kiện gì thế ạ? Tứ Dương, con có muốn gặp bố không? Mẹ ơi, Nguyệt Nguyệt không muốn gặp bố hung dữ đâu. Cục cưng, các con không cần đi gặp bố, chỉ có Tứ Dương cần gặp thôi. Tứ Dương, bố đã phát hiện ra thân phận của con. Con có đồng ý gặp bố không? Vâng ạ, khi nào gặp nhau thế ạ? Cuối tuần sau. Nhưng con phải đồng ý với mẹ, không được để bố phát hiện sự tồn tại của em gái, em trai và anh cả. Được không? Con hiểu rồi ạ, con nghe theo mẹ hết ạ. Sếp Hoắc. Sếp Hoắc. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ làm việc ở phòng thiết kế. Sếp Hoắc. Phòng thiết kế là bộ phận nòng cốt của Hoắc thị. Với lý lịch của cô Diệp, hình như không thích hợp lắm. Từ khi nào đến lượt anh nghi ngờ quyết định của tôi? Không dám ạ. Không dám thì im miệng. Cô gái này có lai lịch gì thế? Coi sếp Hoắc bảo vệ cô ta chưa kìa. Tôi nhớ ra rồi, cô ta chính là cô gái hôm trước sếp Hoắc ôm. Hóa ra là cô ta đi cửa sau. Hôm nay Tiền tiểu thư không có ở đây, liệu họ có đánh nhau không? Hàn Đình, hóa ra anh ở phòng thiết kế. Em tìm anh nãy giờ đấy. Diệp Táp, sao cô lại ở đây? Vào chỗ của cô đi.
Diệp Táp, đây là tập đoàn Hoắc Thị. Cút ngay cho tôi. Hoắc Hàn Đình gọi tôi đến. Sao, cô có ý kiến à? Cô Diệp, tôi thật sự rất thích thiết kế của cô. Tôi rất mong cô có thể làm trợ lý cho tôi. Lương thưởng đều có thể trao đổi. Tôi không có hứng thú. Cô tìm người khác đi. Diệp Táp, tôi là con dâu được nhà họ Hoắc chọn. Cô dám ngáng đường tôi. Tin tôi xử gọn bố cô và đứa con hoang của cô không? Tiền Yêu Yêu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào người nhà của tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt. Cô ấy không thay đổi chút nào, vẫn là Diệp đại tiểu thư, thẳng tính khi xưa. Hàn Đình, có phải cô ấy có hiểu lầm gì với em không? Hiểu lầm chả hiểu lầm gì hết. Tôi chỉ muốn dạy cho loại mất dạy như cô một bài học thôi. Đủ rồi Diệp Táp, đây là nơi làm việc. Còn cô nữa, phòng thiết kế không phải chỗ cô nên đến. Mau đi đi. Con khốn, cô chờ đó cho tôi. Trường mầm non Hải Lượng, anh cho tôi xem nó làm gì. Thần Thần cũng đang theo học ở đây. Tôi muốn cho Tứ Dương học ở đó luôn. Hai anh em cũng có thể săn sóc lẫn nhau. Cô thấy thế nào? Không ngờ Hoắc Hàn Đình lại chu đáo như vậy. Cũng được, nhưng mà tôi có bạn bè cũng muốn cho con học ở trường mầm non này. Anh có thể xin hộ tôi mấy suất không? Xin suất học. Được, mấy suất? 8 suất. Mấy cơ? Cô xin theo lỗ hả? Tôi cũng đâu có muốn nhiều như thế. Ai kêu nòng nọc của anh một lần làm tôi xin liền 10 đứa. Sếp Hoắc, người cao quý như anh chắc chắn sẽ cách, đúng không? Mơ đẹp lắm. Tôi chỉ có thể xin cho cô nhiều nhất 2 suất. Chỉ có 2 suất thôi à? Thế thì chỉ đành để Nhị Dương và Nguyệt Nguyệt cùng học ở đó vậy. Được, nói lời giữ lời. Tôi giúp cô chuyện lớn như thế, cô định cảm ơn tôi thế nào? Hay là tối nay tôi mời anh đi ăn nhé. Alo, Khiếu Ngôn. Lâm Khiếu Ngôn, giờ Diệp Táp đang rất bận, anh có chuyện gì? Hoắc Hàn Đình, sao anh và Táp Táp lại ở chung với nhau, liên quan gì đến anh? Alo, Khiếu Ngôn, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, giờ em đang làm việc ở tập đoàn Hoắc Thị, anh có chuyện gì ạ? Táp Táp, mọi chuyện anh đã thu xếp ổn thỏa, em xem khi nào thì có thể đi gặp chú Diệp. Thật ạ, tốt quá rồi. Tối nay luôn đi ạ, cô ấy nóng lòng, hẹn hò với Lâm Khiếu Ngôn vậy à? Trước đây cô ấy luôn miệng nói yêu mình, chẳng qua cũng chỉ có thế. Sếp Hoắc, tôi đi làm việc nhé. Không được. Tối nay ở lại tăng ca. Tôi xem cô đi hẹn hò với Lâm Khiếu Ngôn kiểu gì. Hoắc Hàn Đình chết tiệt. Một bản kế hoạch bắt mình sửa tận 10 lần, cuối cùng lại dùng bản đầu tiên của mình. Anh ta bị thần kinh à? Mẹ tăng ca vất vả rồi ạ. Bố là đầu xấu, bắt mẹ tăng ca. Con không thèm bố xấu xa như thế. Nguyệt Nguyệt đừng nói thế. Đàn ông cần phải chỉ dạy tận tay. Đợi anh gặp bố rồi, anh sẽ nói cho bố một trận như ông cụ non ấy. À phải rồi, mẹ đã tìm được trường mầm non cho các con rồi. Nghe nói anh cả cũng học ở đấy. Các con nhất định phải nắm bắt cơ hội, biết chưa? Thật ạ mẹ. Giờ con sẽ đi gọi các anh dậy, đến trường mầm non tìm anh cả. 9 đứa nhóc các con thật sự quá nổi bật, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Thế thì phải làm sao ạ? Mẹ đã đăng ký lớp tham quan học tập cho các anh rồi. Đợi chúng ta đón được ông ngoại và anh cả, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Vâng ạ, vâng ạ. À đúng rồi, anh cả của các con tên là Hoắc Minh Thần, nhớ phải làm thân với anh đó nha. Con biết từ lâu rồi. Sao con biết được? Mẹ ơi, lúc mẹ đi gặp anh cả, mẹ đã nói với bọn con đó. Mẹ quên rồi hả? Thật hả? Sao mẹ không nhớ nhỉ? Mẹ ơi, mẹ nói rồi mà, chúng con đều nhớ hết nè. Lạ thật, chẳng lẽ trí nhớ dạo này của mẹ lại kém như thế? Đi học thôi nào các cục cưng của mẹ. Mẹ ơi, con đi học đây. Đây là công chúa nhỏ của sếp Hoắc à? Đáng yêu quá đi. Muốn nựng mặt cô bé ghê. Mẹ ơi, mẹ yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc em gái. Thơm mẹ cái nào. Đi học đi.
hai cậu nhóc kia cũng là con của cô Diệp à? Mình phải báo cáo với sếp Hoắc. Gì cơ? Diệp Táp vẫn còn hai đứa con nữa. Tôi thấy hai cậu nhóc kia cũng xem tuổi công chúa nhỏ. Nói không chừng cái gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ Diệp Táp mang thai bốn hả? Cậu nghĩ có thể không? Cậu động não dùng đi. Diệp Táp, Hoắc Hàn Đình, sao anh lại ở đây? Mấy đứa nhóc kia đâu? Hoắc Hàn Đình phát hiện ra mấy nhóc còn lại rồi sao? Đồ xấu xa, thả mẹ cháu ra. Con bé là ai? Con bé là con của tôi với người khác. Cô dùng suất học tôi cho cô để cho con nhóc không rõ lai lịch này hả? Anh nói linh tinh gì thế? Chú là đồ xấu xa, cháu còn lâu mới thèm nhận chú làm bố. Nói năng nhảm nhí, sao chú phải làm bố của cháu? Hoắc Hàn Đình, anh lớn thế rồi còn so đo với một đứa nhóc hả? Đi theo tôi. Mẹ ơi, sao anh lại nói thế với người? Làm sao cô đau lòng à? Nó là con của cô và Lâm Khiếu Ngôn hả? Hoắc Hàn Đình, con bé rõ ràng là không đúng, thời gian không khớp. Cô ra nước ngoài 5 năm, nó là con của cô với người khác ở nước ngoài. Sao cô lại lẳng lơ thế hả? Cứ nghĩ đến chuyện lấy cô là tôi lại thấy ghê tởm. Tôi đúng là bị mù mới đi thích anh. Thích tôi? Vậy thì chúng ta cùng hồi tưởng lại đêm đó. Hoắc Hàn Đình, anh điên rồi. Phải, tôi đúng là điên rồi. Tôi điên rồi mới đi thích loại phụ nữ lẳng lơ như cô. Sếp Hoắc, toi rồi toi rồi. Hôm nay là ngày gì thế? Mạng hành của mình toi rồi. Cút. Hoắc Hàn Đình, anh ra ngoài. Mặc quần áo lại hẳn hoi. Nhìn gì mà nhìn, mấy người rảnh lắm hả? Cô nàng mới đến đúng là ghê gớm, quyến rũ sếp Hoắc suýt thì cướp cò, luôn ở phòng làm việc. Cô vẫn chưa biết hả? Diệp Táp sinh cho sếp Hoắc một đứa con, hôm nay sẽ đến trường mầm non Hải Lượng học đó. Ây dô, con đã lớn thế rồi hả? Thế thì tiền yêu yêu mất lượt thật rồi. Alo, Tiền tiểu thư, sếp Hoắc nhận đứa con của Diệp Táp rồi. Còn cho đứa con hoang đấy đi học ở trường mầm non Hải Lượng. Tôi sắp xếp cho bà vào trường mầm non, sửa đứa con hoang đó cho tôi. Vâng. Đợi đã, chúng ta từng gặp nhau ở đâu đúng không ạ? Bà vẫn luôn ở đây, chắc chắn là cháu từng gặp rồi. Con khốn, mày cứ chờ nhận xác cho con trai đi. Đợi chút, đổi hộp sữa khác cho em ấy đi. Xong rồi. Em trai, em trai, em trai. Hình như lúc nãy mình hơi nóng, vẫn nên đi xin lỗi cô ấy thì hơn. Sếp Hoắc, anh có việc gì ạ? Vừa nãy là tôi không đúng. Alo, gì cơ? Từ Dương xảy ra chuyện ạ? Từ Dương liệu có xảy ra chuyện gì không? Sẽ không đâu. Từ Dương, tỉnh lại đi con. Con đừng dọa mẹ. Cục cưng, mẹ ơi, mẹ đừng lo, xe cấp cứu sắp đến rồi ạ. Vừa nãy con đã nhìn thấy,
vú nuôi bị đuổi việc ở căng tin. Con nghĩ chuyện này có liên quan đến bà ta. Chính là bà ta. Dám hạ độc con trai tôi. Mẹ em Tứ Dương, cô đánh nhân viên trường tôi như thế, không được hay cho lắm. Thầy chủ nhiệm, rõ ràng là cậu nhóc kia ăn đồ linh tinh. Mẹ thằng bé bất chấp đúng sai, muốn đổ hết trách nhiệm lên trường chúng ta. Cậu phải làm chủ cho tôi. Mẹ em Tứ Dương, chuyện này không thể trách nhà trường được. Các em học sinh khác đều không sao, chắc chắn là do Tứ Dương tự ăn đồ vớ vẩn. Mấy người kết luận sớm vậy hả? Trong mắt mấy người an nguy của con trẻ là gì hả? Nói dai nói dài không phải cũng là muốn đòi tiền sao? Chúng tôi là trường mầm non Hải Lượng. Thái độ giải quyết của nhà trường đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt. Tôi cũng mong cô hiểu biết chút. Nếu không, cô không bước qua cánh cửa kia được đâu. Tôi lại muốn xem thử hôm nay ai mới là người không bước qua nổi cánh cửa này. Sếp, sếp Hoắc, bố ơi, chính là bà ta đã hạ độc. Chủ nhiệm Châu còn bao che cho bà ta bắt nạt gì. Báo cảnh sát. Hôm nay tôi phải bắt bà ta trả giá thật đắt. Còn anh, tôi cho anh một ngày để cút khỏi thành phố này. Thằng bé giống mình quá. Thông báo cho bệnh viện Hoắc Thị chờ sẵn đợi lệnh. Em cũng muốn đi xem anh Tư. Em gái đừng lo, anh trích xuất được camera của bệnh viện. Đi, anh dẫn mấy đứa đi xem. Lương Hạo, gọi vài chuyên gia đến đây. Tôi muốn làm kiểm tra toàn diện cho thằng bé. Sếp Hoắc quan tâm công chúa nhỏ thật đấy. Lập tức sắp xếp ngay vài bác sĩ chuyên khoa, mũi, họng, khoa nội, khoa ngoại nữa. Tôi công chúa nhỏ là con gái, sắp xếp luôn cả bác sĩ phụ khoa đi. Cô cũng đừng quá lo lắng. Thằng bé sẽ không sao đâu. Tôi đã chấm dứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Tiền rồi. Dám làm hại Tứ Dương, tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá thật đắt. Mẹ ơi, cục cưng, con tỉnh rồi. Mẹ ơi, chú này là ai thế ạ? Chú ấy. Cục cưng, chú ấy là bố là con. Chú là gã đàn ông bội tình bạc nghĩa bắt nạt mẹ tôi đó hả? Hả? Bố bội tình bạc nghĩa hả? Tôi không nói gì hết. Chú trừng mắt với mẹ cháu làm gì? Những gì cháu nói không phải là sự thật à? Lúc nào chú cũng bắt mẹ cháu tăng ca, chẳng có thời gian ở cùng cháu. Chú còn bắt nạt mẹ cháu. Chú là đồ xấu xa. Mình quá đáng thế cơ à? Có vẻ hành vi của ai đó khiến người người phẫn nộ. Đúng. Tứ Dương, con nói rất đúng, bố sẽ sửa. Thế còn phải xem biểu hiện của chú đã. Thế con có muốn ở cùng với anh Thần Thần không? Hoắc Hàn Đình, anh không được đưa thằng bé đi. Tứ Dương là con trai tôi, dĩ nhiên phải đi theo tôi rồi. Hay là hai người tái hôn đi, như vậy tụi con có thể ở bên nhau rồi. Tái hôn? Bố mau đồng ý đi. Sếp Hoắc, tôi đã dẫn mấy bác sĩ chuyên khoa đến rồi. Đây không phải là bé trai à? Sao lại gọi bác sĩ khoa phụ sản như tôi tới đây? Không phải là tiểu công chúa à? Sao lại biến thành tiểu thiếu gia rồi? Cậu làm việc kiểu gì thế? Sếp Hoắc, trên báo cáo xét nghiệm ghi rõ giới tính là nữ mà. Lẽ nào họ đã lấy mẫu của Nguyệt Nguyệt đi xét nghiệm? Cho nên cô bé kia cũng là con của tôi hả? Diệp Táp, cô đã sinh ba đứa cùng lúc. Rốt cuộc có câu nào của cô là thật không? Ban nãy Hoắc Hàn Đình còn muốn cướp Tứ Dương đi. Nếu anh ấy biết tới sự tồn tại của Nguyệt Nguyệt chắc chắn cũng cướp con bé đi mất. Không, chắc chắn báo cáo xét nghiệm này bị nhầm. Xét nghiệm ADN 7 ở đó, mà cô vẫn muốn ngụy biện. Khi ấy tôi còn đối xử với con bé như vậy. Con bé đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp con bé. Làm thế nào giờ? Em vẫn chưa muốn nhận. Đừng gấp. Anh dùng áp đổi giọng gọi điện cho Lương Hạo. Alo, chào trợ lý Lương. Lúc bệnh viện chúng tôi làm xét nghiệm ADN cho anh, hệ thống đã xảy ra vấn đề nên viết nhầm giới tính. Anh có cần đổi một bản xét nghiệm ADN mới không? Không cần, cảm ơn, không cần đâu. Sếp Hoắc, ban nãy là nhầm lẫn. Bệnh viện gọi điện tới nói kết quả xét nghiệm là con trai. May là vẫn còn lũ trẻ. Hoắc Hàn Đình, ai cho con dừng hợp tác với nhà họ Tiền thế? Về gặp bố ngay. Lão Hoắc à, hai nhà chúng ta sắp liên hôn.
sao cậu ta lại đột nhiên dừng việc hợp tác của chúng ta? Ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Giải thích? Giải thích gì cơ? Chuyện Tiền Yêu Yêu giết con trai tôi, nhẽ ra mấy người nên giải thích với tôi mới đúng chứ. Thần Thần sao rồi? Không phải Thần Thần, mà là em trai song sinh của thằng bé. Ai cũng không được tính kế, con trai của Hoắc Hàn Đình tôi. Nếu cô đã dám làm, thì phải trả giá. Hàn Đình, em bị Đinh Lan gài bẫy. Em chỉ định tìm một công việc làm đầu bếp ở trường mẫu giáo cho bà ta. Nào ngờ bà ta lại dám hạ độc. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nếu con đã để ý tới con cái như vậy, thế thì để Yêu Yêu sinh thêm một đứa cho con là được. Đúng đó. Sau khi hai đứa kết hôn, muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh. Con chưa bao giờ đồng ý liên hôn với nhà họ Tiền cả, cũng không định sinh thêm đứa bé khác. Hừ, cậu quyết tâm muốn đối đầu với Tiền thị, đúng không? Ông bớt bày vẻ cha chú với tôi đi. Ở trước mặt tôi, nhà họ Tiền không đáng nhắc tới. Mau xéo ngay cho tôi, nếu không không chỉ dừng hợp tác đơn giản như vậy thôi đâu. Được. Được lắm. Chúng ta đi. Có gì ghê gớm chứ, tôi còn khinh cậu đấy, Hàn Đình. Hoắc Hàn Đình, con có để ông bố này vào mắt không đấy? Trước đây khi con để bố vào mắt, bố lại ép con liên hôn với nhà họ Diệp. Trái lại bây giờ con không làm thế, con cảm thấy mình sống dễ chịu hơn nhiều. Con. Ai? Ông chấp nhận với con trai làm gì? Hàn Đình à, ban nãy con nói Thần Thần có một cậu em xong, chuyện này là sao? Năm đó, Diệp Táp đã sinh đôi, em trai vẫn luôn ở với cô ấy. Thế nếu đã là cốt nhục của nhà họ Hoắc chúng ta, thì con đưa về gặp bố mẹ đi. Tứ Dương có đỡ chút nào chưa? Tiểu thiếu gia, sếp Hoắc bảo tôi đến đón cậu đi gặp ông bà nội. Ồ, còn cả Diệp tiểu thư nữa, sếp Hoắc bảo tôi cũng đưa cô qua đó. Bố mẹ anh ấy vẫn luôn ghét bỏ mình, sao để mình qua đó chứ? Lẽ nào Hoắc Hàn Đình muốn để bố mẹ anh ấy ép mình từ bỏ quyền nuôi dưỡng? Tôi không đi. Diệp tiểu thư. Mẹ à, con muốn đi gặp ông bà nội. Mẹ đi cùng con, được không? Bé cưng à, mẹ. Alo, Diệp Táp, hôm nay em rảnh không? Chúng ta đi thăm chú Diệp đi. Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Tứ Dương, ngoan. Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, con đi theo chú Lương tới nhà tổ tìm bố, được không? Được ạ. Sếp Hoắc, Tứ Dương đến Diệp rồi. Táp đâu? Diệp tiểu thư có việc gấp nên ra ngoài bận rộn rồi. Tứ Dương tới đây, cho ông bà nội xem nào. Tứ Dương sợ người lạ, cứ xem luôn ở Thần đây. Thần nói đúng, ông bà nội quả nhiên là người xấu, nhưng mà bố vẫn bảo vệ mình. Đứa bé này trông giống hệt Thần Thần. Ai, đứa bé ở bên ngoài cũng không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Cháu ở với mẹ không hề khổ ạ. Cháu, đứa bé này, bà nội đang quan tâm cháu đấy. Sau này ở nhà họ Hoắc chúng ta, cháu cứ coi như nhà mình nhé. Vì sao lại coi như chứ, nhà của bố không phải là nhà của cháu à? Ai nuôi dạy đứa trẻ này thì giống hệt kẻ đó. Chẳng có chút giáo dưỡng gì, phải dạy dỗ thằng bé tử tế một chút. Nếu cháu đã trở về nhà họ Hoắc thì ở cứ ở lại, đổi sang họ Hoắc đi. Thấy Thần Thần đi theo tụi cháu, có phải cũng nên đổi sang họ Diệp không? Sao con cháu nhà họ Hoắc lại mang họ nhà khác được? Mẹ cháu mang nặng đẻ đau 10 tháng mới sinh ra cháu, vất vả nuôi dưỡng tụi cháu đến bây giờ. Vì sao phải theo họ người khác chứ? Cháu, đứa bé này. Mẹ cháu dạy cháu tôn trọng trưởng bối kiểu gì vậy? Sao cháu có thể ăn nói như vậy? Bố mẹ không tôn trọng Tứ Dương như vậy, còn muốn nói lễ phép với mình. Sao giống nhau được? Chúng ta là bố mẹ của con, cũng là ông bà nội của nó. Ấy, ấy. Hoắc Hàn Đình, con đứng lại cho bố. Con đứng lại cho bố. Bố, Táp Táp, mấy năm nay con vất vả rồi. May là lúc nhà họ Diệp xảy ra chuyện, Hoắc Hàn Đình bảo vệ con. Hoắc Hàn Đình, chú Diệp, chú có nhầm không đấy? Chú vừa xảy ra chuyện, Hoắc Hàn Đình đã ly hôn ngay với Diệp Táp. Gì cơ, con và anh ấy đã ly hôn 5 năm rồi. Dù sao tụi con cũng không có tình cảm gì. Ly hôn là chuyện sớm muộn, bố còn tưởng rằng Hoắc Hàn Đình khác với bố mẹ của nó chứ. Hóa ra là bố bị nó lừa. Táp Táp, nhà họ Diệp chúng ta phá sản là do bố mẹ Hoắc Hàn Đình hãm hại. Hóa ra nhà họ Hoắc là kẻ thù hãm hại nhà ta vào năm đó. Đúng rồi, năm ấy bố có dự cảm chẳng lành, đã bảo luật sư chuẩn bị một quỹ cho con. Con đã nhận được chưa? Quỹ gì cơ? Lẽ nào quỹ đó đã bị mẹ kế và em gái con lấy đi rồi? Có khả năng. Nhưng mà Liễu Phong Liên và Diệp Khanh Vị đã mất tích, con cũng đang tìm họ. Bố yên tâm đi, con sẽ nghĩ cách cứu bố ra. Bố chắc chắn có thể vực dậy lần nữa, đối mặt với sự tấn công của ba nhà Hoắc, Tiền, Lâm. Nhà họ Diệp khó mà đối phó nổi. Bố thấy thằng bé khiếu ngôn này có ý với con. Bố nhìn ra rõ ràng. Bố, con và Hoắc Hàn Đình đã có con rồi. Con và khiếu ngôn không có khả năng. Con còn nuôi con cho Hoắc Hàn Đình à? Con hồ đồ thế. Mau đưa lũ trẻ cho nhà họ Hoắc.
Không đời nào, lũ trẻ là mạng sống của con tuyệt đối không đưa về đó đâu. Con, chú Diệp, chú cứ yên tâm, cháu sẽ coi bọn trẻ của Diệp Táp như con của mình. Được, 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 Táp Táp có cháu chăm sóc. Là chú yên tâm rồi, không phải cháu, mà là chúng cháu. Chú Diệp, chú cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nghĩ cách cứu chú ra ngoài. Diệp Táp, cô nói có việc bận phải làm, là bận đi hẹn hò với Lâm Khiếu Ngôn hả? Hoắc Hàn Đình, anh đang nói bậy gì thế? Hoắc Hàn Đình, là tôi đi cùng Táp Táp đến. Nếu trong lòng anh khó chịu thì cứ nhắm vào tôi nói này, Lâm thị sắp phá sản rồi hả? Ngày nào sếp Lâm cũng rảnh rỗi như vậy, cứ theo dõi chuyện nhà người khác. Táp Táp đã không còn là người nhà anh nữa, anh không xứng với cô ấy. Thế anh xứng chắc? Năm đó khi nhà họ Lâm anh bỏ đá xuống giếng với nhà họ Diệp, nhắc đến chuyện năm ấy anh cũng chẳng sạch sẽ đến đâu. Nếu anh không yêu Táp Táp thì rời xa cô ấy đi. Lẽ nào sau khi cô ấy sinh con cho anh lại không xứng có được hạnh phúc của riêng mình à? Với ai cơ? Với anh á? Dĩ nhiên tôi yêu Diệp Táp, những gì anh không cho cô ấy được thì tôi đều có thể cho cô ấy gấp đôi. Nằm mơ. Theo tôi về nhà. Theo anh về nhà hả? Sao vậy? Để bố mẹ anh gây khó dễ cho cô ấy hả? Chuyện của tôi chưa đến lượt người ngoài như anh chỉ trỏ đâu. Diệp Táp, cô tự chọn đi, cô cần tụi nhỏ hay là anh ta? Không ổn rồi, hình như bố mẹ đang cãi nhau. Bố à? Thần thần, không phải con luôn muốn biết mẹ mình là ai hả? Cô ấy chính là mẹ con. Con có thể cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ấy rồi. Hoắc Hàn Đình, anh lại ép thần thần như vậy, anh hoàn toàn không xứng làm bố. Thần thần, con đi theo mẹ, được không? Đừng chạm vào con trai tôi. Đồ xấu xa này, còn bắt nạt mẹ cháu nữa, cháu sẽ không để chú làm bố cháu đâu. To rồi, to rồi. Sao Nguyệt Nguyệt lại sốc nổi vậy chứ? Kỳ lạ, sau khi Táp Táp ly hôn vẫn luôn độc thân, lẽ nào đứa bé này cũng là con Hoắc Hàn Đình? Ngày nào chú cũng hung dữ với làm mẹ đau lòng, chú là tên xấu xa nhất trên đời này. Nguyệt Nguyệt, đừng nói nữa. Bố à, bạn ấy là Nguyệt Nguyệt, bố đừng làm khó bạn ấy. Bạn cùng lớp, con bé bằng tuổi con à? Nguyệt Nguyệt, hãy nói cho chú biết bố cháu là ai đi, việc này không liên quan gì tới anh. Chú đẹp trai này chính là bố cháu. Nguyệt Nguyệt nói bậy bạ gì thế, nhưng mà có thể giấu Hoắc Hàn Đình cũng tốt. Đồ xấu xa, bố cháu vừa dịu dàng vừa đẹp trai, còn đối xử tốt với mẹ nữa, tốt hơn chú gấp ngàn lần. Nếu con của Táp Táp chịu chấp nhận mình, thế thì cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý ở bên mình. Tiểu công chúa, chúng ta đừng để ý tới tên xấu xa kia. Bố đưa con và mẹ ra ngoài chơi, được không? Được ạ. Thôi rồi, mẹ đã tìm được bố mới, mẹ sẽ không cần mình nữa nhỉ? Không được, mình phải nói rõ với mẹ mới được. Mình không muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ấy, con bé bằng tuổi với thần thần. Diệp Táp, năm đó cô xin thần thần xong thì đã gian díu với Lâm Khiếu Ngôn luôn rồi hả? Cô đúng thật là... Hoắc Hàn Đình, tên khốn nạn. Diệp Táp, cô... Bố à, cô không xứng làm mẹ của thần thần. Sao mẹ không đến cùng anh? Mẹ và bố cãi nhau rồi. Bố còn bắt anh cắt đứt quan hệ với mẹ cơ. Hả? Gì cơ? Bố, con muốn cắt đứt quan hệ cha con với bố. Vì sao con lại nói như vậy? Bố có chỗ nào không tốt hả? Bố bắt nạt mẹ con, đó là vì mẹ con phản bội bố, cô ấy đã có con với gã khác. Không phải bố đã ly hôn với mẹ rồi à? Mẹ sinh con với người khác cũng bình thường thôi, vì sao bố lại nổi giận? Lẽ nào bố đang ghen ư? Chả nhẽ mình thật sự thích Diệp Táp. Bố à, con rất yêu bố, nhưng nếu bố cứ làm tổn thương trái tim mẹ thì con sẽ không thích bố nữa. Bố xin lỗi. Bố à, có phải bố rất buồn khi bị con mình ghét bỏ không? Thế bố ép anh trai và mẹ cắt đứt quan hệ, chắc chắn mẹ còn buồn gấp ngàn lần so với bố. Con mong bố có thể xin lỗi mẹ. Làm thế nào giờ? Mẹ hoàn toàn trở mặt với Hoắc Hàn Đình rồi. Lần này, lẽ nào sẽ không được gặp lại thần thần và Tứ Dương nữa? Mẹ à, mẹ đừng lo, Tứ Dương rất giỏi, anh ấy muốn đi thì không ai ngăn được đâu. Đúng đó, mẹ đừng buồn, Nguyệt Nguyệt mãi mãi ở bên mẹ. Ừ, mẹ không buồn, mẹ là con rắn đánh mãi không chết, mẹ sẽ không vì tên đại ác ma Hoắc Hàn Đình kia mà lùi bước đâu. Tứ Dương, mẹ ơi, bố có lời muốn nói với mẹ. Diệp Táp, anh, tôi xin lỗi, anh đang xin lỗi tôi hả? Tứ Dương nói đúng, tôi không nên can thiệp vào chuyện tình cảm và cuộc sống của cô. Không ngờ lúc sinh thời mình còn chờ được lời xin lỗi của Hoắc Hàn Đình.
Từ Dương đúng là con trai ngoan của mình. Mẹ à, bố đã xin lỗi mẹ rồi. Mẹ hãy tha thứ cho bố đi, quá khứ hãy cứ để nó qua đi. Không sao, ngày mai cô tới nhà tôi đi. Thần Thần nói muốn gặp cô. Anh nói Thần Thần chịu nhận tôi rồi à? Đúng vậy, mẹ ơi. Cuối cùng gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Hoắc Hàn Đình, cảm ơn anh. Bây giờ cháu cảm thấy chú là người tốt rồi. Nếu mình có một cô con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết bao. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi. Hình như Thần Thần rất thích những đứa trẻ khác của Diệp Táp. Thế hai đứa bé kia đâu? Cùng dẫn theo một thể. Ấy, anh tìm chúng làm gì? Không phải cô con gái đen đá của cô luôn nói tôi bắt cô tăng ca, không rảnh nô đùa cùng chúng à? Lần này cùng dẫn đi theo. Dù sao cùng mẹ khác bố. Tôi tin chúng chắc chắc vẫn hòa thuận với nhau. Rõ ràng chúng là anh em cùng bố cùng mẹ mà. Không cần, tụi nó đã ra ngoài chơi rồi. Cùng với ông bố ruột kia của con bé hả? Được, thế chúng ta đi. Bố ơi, con muốn đi xem cá. Được. Thần Thần, mẹ là mẹ con đây, vì sao lại muốn vứt bỏ con? Thần Thần, sao mẹ sẽ vứt bỏ con chứ? Năm đó con vừa sinh ra thì đã bị thông báo bệnh tình nguy kịch. Sinh rồi, chúc mừng Diệp tiểu thư. Một thai 10 đứa, mẹ tròn con vuông, đúng là thần kỳ. Không hay rồi, mẹ lớn mắc bệnh cấp tính bẩm sinh, hô hấp yếu ớt. Gì cơ? Chỉ có bố mới có thể cứu con, mẹ đành bất đắc dĩ. Mẹ không hề cố ý bỏ mặc con. Bé yêu, con là cục thịt rơi xuống từ trên người mẹ. Sao mẹ nỡ lòng vứt bỏ con chứ? Suốt 5 năm qua ngày nào mẹ cũng nhớ tới con. Thần Thần, con có thể gọi mẹ một tiếng không? Mẹ. Hóa ra năm đó Diệp Táp không hề chạy trốn với tình nhân. Vậy hacker phá hoại tường lửa công ty mình lúc đầu rốt cuộc là ai nhỉ? Từ Dương, nghe Thần Thần nói kỹ thuật máy tính của con rất lợi hại. Đương nhiên rồi ạ. Bọn con không đánh không quen nhau. Con quen anh ấy lúc phá giải tường lửa của công ty bố đấy hả? Hóa ra người tình nhỏ đó là Tứ Dương hả? Đúng rồi bố, anh cả đã nhận lại mẹ rồi. Bố định bao giờ mới kết hôn với mẹ vậy ạ? Kết hôn hả? Vâng. Không phải bố với mẹ là nên kết hôn với nhau sao? Nhưng không phải cô ấy đã là người yêu của Lâm Khiếu Ngôn rồi sao? Lâm Khiếu Ngôn vẫn đang theo đuổi mẹ thôi. Nhưng mẹ vẫn chưa đồng ý đấy hả? Bố, con nói với bố nhé. Mẹ con ưu tú lắm. Lúc ở nước ngoài, có nhiều người theo đuổi mẹ lắm. Bố nhất định phải nắm bắt thời cơ nhé. Dù sao cũng là Diệp Táp, sắp nhỏ cần một người mẹ, tái hôn với cô ấy cũng là một chuyện tốt. Sếp Hoắc, nào, đứng lên, đi tìm mẹ đi. Con yêu, đi, chúng ta vào trong chơi. Sếp Hoắc, trước đây anh muốn tìm bác sĩ Tư, tôi tìm bác sĩ Lý tới đây xem được không? Mời ngồi. Sếp Hoắc, đây là quà tôi chuẩn bị cho công chúa nhỏ nhà cậu. Công chúa nhỏ, bác sĩ, có phải anh nhầm? Nhà họ Hoắc tôi chỉ có hai tiểu thiếu gia, Lương Hạo. Xét nghiệm huyết thống của sếp Hoắc và công chúa nhỏ là do tôi làm. Sao lại là tiểu thiếu gia? Đợi đã. Anh chắc chắn người trong báo cáo xét nghiệm huyết thống là bé gái vâng. À? Sếp Hoắc, xét nghiệm huyết thống là dùng một cọng tóc dài để làm. Hơn nữa giám định ADN cũng là giới tính nữ. Lẽ nào Nguyệt Nguyệt là con gái của mình? Lẽ nào, năm đó cô Diệp sinh ba đứa một lần? Tôi nhớ. Tôi nhớ cậu từng nói ở trường mầm non còn hai đứa nhỏ nữa gọi Diệp Táp là mẹ. Đúng vậy. Lẽ nào năm đó cô Diệp sinh bốn? Bảo sao cô ấy không cho tôi đón hai đứa nhỏ kia qua. Vậy tôi lập tức đi làm xét nghiệm huyết thống nhé. Bác sĩ, chúng ta đi. Được. Đây là phòng trước đây của tôi. 5 năm rồi, chỗ này không hề thay đổi gì cả. Hoắc Hàn Đình, vì sao anh lại làm vậy? Thần Thần rất thích chỗ này. Tuy ngoài miệng nó nói ghét cô, nhưng thường xuyên một mình chạy sang đây ngồi ngơ ra. Thần Thần, Diệp Táp, cô có ý định kết hôn lại không? Tôi sẽ không kết hôn với ai nữa. Vậy cô có ý định tái hôn với tôi không? Cô cũng thấy rồi, Thần Thần cần cô. Cả Nhị Dương và Nguyệt Nguyệt
và những đứa con khác của cô, tôi đều chấp nhận. Anh muốn tái hôn là vì thích tôi, hay là chỉ muốn đám nhỏ, có một người mẹ? Đương nhiên là vì đám nhỏ. Tôi từ chối. Vì sao? Bây giờ cô ấy không còn chút tình cảm nào với mình nữa sao? Tôi không muốn chôn vùi bản thân trong cuộc hôn nhân không có tình yêu và hy vọng nữa. Nếu anh cảm thấy đám nhỏ cần người chăm sóc thì tôi có thể tiếp tục ở đây làm vú em. Cô thà làm một vú em cũng không muốn gả cho tôi à? Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù tôi làm gì anh đều cảm thấy là điều đương nhiên. Bây giờ tôi làm vú em ở đây lại được anh hiểu và tôn trọng. Tôi thà làm vú em. Đây là suy nghĩ thật của cô à? Đúng, đây chính là suy nghĩ thật của tôi. Tôi không tin. Trước đây cô yêu tôi như vậy, tôi không tin chúng ta không có chút tình cảm nào. Vậy anh thì sao? Hoắc Hà Đình, anh có tình cảm với tôi không? Tình cảm có thể vun đắp mà. Hoắc Hà Đình, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy cũng chẳng vun đắp ra tình cảm. Bây giờ anh nói muốn vun đắp tình cảm với tôi. Hoắc Hà Đình, anh đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Tôi không miễn cưỡng bản thân. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây đúng là tôi đã làm không đúng. Tôi làm sai. Tôi thay đổi. Cho chúng ta một cơ hội nữa, được không? Đừng tuyệt tình như vậy, muộn rồi. Hoắc Hà Đình, chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng không muộn. Hoắc Hà Đình, tôi đã biết cả rồi. Năm xưa nhà tôi phá sản, nhà họ Hoắc của anh cũng có nhúng tay vào. Tôi sẽ không ở bên kẻ thù đâu. Diệp Táp, Diệp Táp, rốt cuộc mày đang buồn gì? Hoắc Hàn Đình hoàn toàn không yêu mày. Diệp Táp, cô còn dám quay về à? Thứ nhất là Hoắc Hàn Đình gọi tôi tới. Thứ hai, tôi với Hoắc Hàn Đình đã ly hôn rồi. Tôi không có quan hệ gì với anh ta. Tôi cũng không muốn nói chuyện với ông bà. Hỗ sược, vừa về đã quyến rũ Hàn Đình nhà tôi. Hôn sự của Yêu Yêu sắp bị phá hỏng rồi. Không thể giữ cô thêm một phút nào nữa. Người đâu, bắt ra ngoài. Dừng tay. Hàn Đình, Yêu Yêu mới là cô con dâu mà bố mẹ chọn. Con phải phủi sạch quan hệ với cô ta. Nếu con nói không thì sao? Lẽ nào con thật sự vì cô ta mà chống đối bố mẹ à? Con biết bố mẹ thích tiền Yêu Yêu, nhưng con không thể làm theo ý của bố mẹ. Con đã lấy được chứng cứ cô ta thuê hung thủ giết con trai của con rồi. E là bây giờ cô ta đã vào đồn cảnh sát. Bố, bố già rồi, an hưởng tuổi già đi thôi. Được, được. Không làm cô bị thương cứ. Tứ Dương và Thần Thần nhờ anh chăm sóc. Diệp Táp, alo, bố. Được, con biết rồi. Chồng ơi, ông gầy cả rồi kìa. Ông ăn nhiều vào. Nào, ăn món này. Liễu Phượng Liên, Diệp Khanh Vị, sao các người ở đây? Sao các người ở đây? Chị, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới đoàn tụ. Sao vừa gặp nhau, chị đã quát vào mặt cả nhà vậy? Khiến người ta đau lòng quá. Tôi không phải người nhà với các người. Bố, bố quên sự phản bội của bọn họ rồi à? Còn cả vốn là bị bọn họ trộm đi đó. Táp Táp, đủ rồi. Lần này bố gọi con tới đây là muốn chốt chuyện hôn sự của con với Lâm Khiếu Ngôn. Bố, con không đời nào gả cho Lâm Khiếu Ngôn đâu. Táp Táp, đừng ương bướng. Bố đã công bố hôn sự của con và Khiếu Ngôn rồi. Tiệc cưới sẽ tổ chức vào tuần sau. Báo cáo sếp Hoắc, cô Diệp đã đồng ý kết hôn với Lâm Khiếu Ngôn. Bố ơi, chúng ta không thể để mẹ gả cho người khác. Bố nhất định phải cướp mẹ về. Thật ra mẹ yêu bố lắm, không gả cho người khác đâu. Con nghi ngờ mẹ bị ép buộc. Được, bố đi cướp mẹ về. Bố, bố nhất định phải ép con như vậy à? Con không hề thích Lâm Khiếu Ngôn. Con rất thích Hoắc Hàn Đình kia. Nhưng sau khi kết hôn với cậu ta có kết cục thế nào? Diệp Táp, con là con gái của nhà họ Diệp,
con nên cống hiến sức mình cho nhà họ Diệp. Nếu con không kết hôn với Lâm Khiếu Ngôn thì con đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Diệp Táp, Diệp Táp, em đừng gả cho Lâm Khiếu Ngôn được không? Anh biết cả rồi à? Anh biết em bị ép. Gả cho anh bảo vệ em. Gả cho anh có khác gì hả cho Lâm Khiếu Ngôn? Từ hố lửa này nhảy sang hố lửa khác thôi, đương nhiên là khác rồi. Lẽ nào em muốn chia cắt với các con sao? Ai nói tôi muốn chia cắt với các con? Lẽ nào em muốn dẫn theo các con gả cho Lâm Khiếu Ngôn? Không, anh quyết không cho phép con của anh gọi người khác là bố, Hoắc Hàn Đình. Ngày xưa anh không trân trọng, bây giờ anh lại bám giết lấy tôi. Lúc đầu, sau khi chúng ta kết hôn, chính em đã trở nên rụt rè, trở nên không hề có cá tính, nên anh mới cảm thấy chúng ta không hợp, Hoắc Hàn Đình. Đó là vì tôi yêu anh nên mới nhẫn nhịn đến mức đó. Bây giờ tôi không yêu anh nữa, anh lại tới đeo bám tôi, Hoắc Hàn Đình. Anh đừng đê tiện vậy được không? Em cho anh một cơ hội nữa được không, Hoắc Hàn Đình? Anh hại nhà tôi phá sản, chúng ta là kẻ thù. Chuyện này anh nhất định sẽ cho em một đáp án khiến em Hoắc Hàn Đình, anh định làm gì vợ chưa cưới của tôi? Táp Táp là người phụ nữ của tôi, đủ rồi. Tôi không phải là món đồ của bất kỳ ai. Táp Táp, Hoắc Hàn Đình, tôi đã được chú Diệp công nhận. Anh đợi chứng kiến Diệp Táp gả cho tôi đi. Lâm Khiếu Ngôn, đừng đắc ý sớm quá. Mẹ ơi, sao lại là chú? Chú muốn làm gì? Thân phận thật sự của các con, mẹ của các con đã nói với bố rồi. Thật ra bố chính là bố của các con. Bố với mẹ ở bên nhau rồi hả? Đúng vậy, là mẹ bảo bố qua đón các con. Sau này cả nhà chúng sẽ sống mãi bên nhau, được không? Được ạ. Nhị Dương, Nguyệt Nguyệt. Nhị Dương, Nhị Dương, Nguyệt Nguyệt. Không phải Hoắc Hàn Đình đã đưa bọn nhỏ đi rồi chứ? Hoắc Hàn Đình, có phải Nhị Dương với Nguyệt Nguyệt ở chỗ anh không? Đúng vậy. Mau trả các con lại cho tôi. Nếu em đồng ý gả cho anh thì em sẽ được gặp bọn nhỏ. Nếu không, cả đời em cũng không được gặp lại con. Hoắc Hàn Đình, anh quá đáng vậy. Em cũng không muốn sắp nhỏ biết chuyện em bỏ rơi bọn nó để gả cho Lâm Khiếu Ngôn nhỉ. Anh đừng nói linh tinh, tôi không có bỏ rơi bọn nhỏ. Anh chỉ cho em một ngày để suy nghĩ. Alo. Khiếu Ngôn. Bố này xấu quá đi, thế mà lại dùng bọn mình để uy hiếp mẹ. Bố không hề tôn trọng mẹ chút nào. Anh quá thất vọng về bố. Hay là chúng ta trốn đi đi. Chỉ cần chúng ta không ở đây thì mẹ sẽ không bị bố uy hiếp. Trốn? Hệ thống an ninh của nhà họ là cao cấp nhất, chúng ta có trốn được không? Em là ai chứ? Em là hacker đỉnh nhất đấy. Hệ thống an ninh còn con này cản được chúng ta sao? Anh cả, bọn em phải đi tìm mẹ. Anh thì sao? Anh đi với các em. Được, em viết thư cho bố. Bố ơi, nếu bố đã không tốt với mẹ thì bốn anh em bọn con sẽ theo mẹ gả sang nhà họ Lâm. Đừng mong nhớ. Sếp Hoắc, anh phải phấn chấn lên, đi cả rồi. Thần thần tôi nuôi từ nhỏ đến lớn cũng đi luôn. Lương Hạo, có phải tôi làm bố rất thất bại không? Sao vậy được? Anh rất tốt với sắp nhỏ. Bọn nhỏ đều là trẻ ngoan, quan tâm tới cảm nhận của mẹ cũng là chuyện bình thường. Sao tôi với cô ấy lại đi đến bước đường như hôm nay chứ? Sếp Hoắc, thật ra trong lòng cô Diệp yêu anh. Chỉ là những năm qua, cô ấy sống quá vất vả, cần anh hiểu và ủng hộ. Tôi nghĩ, khúc mắc lớn nhất của cô ấy chính là chuyện phá sản của nhà họ Diệp. Bố mẹ của anh có tham dự vào chuyện này. Lương Hạo, cậu phái người âm thầm đi theo bảo vệ đám nhỏ, sau đó điều tra sự thật sau chuyện phá sản của nhà họ Diệp năm đó. Tôi đi làm ngay. Táp Táp, sao vậy, không mời tôi vào chơi chút à? Không tiện lắm, chúng ta đã sắp cưới nhau rồi, có gì mà không tiện chứ. Lâm Khiếu Ngôn, tôi vẫn luôn xem anh là bạn, nhưng tôi không muốn làm bạn em. Khiếu Ngôn, anh, Táp Táp, gả cho anh đi, anh sẽ tốt với em và các con. Lâm Khiếu Ngôn, thả tôi ra. Thả mẹ cháu ra. Thả mẹ cháu ra. Thả mẹ cháu ra. Thả mẹ cháu ra.
các con vào trong đi. Táp táp, em không thoát được đâu. Một ngày trước khi cưới tôi sẽ tới đón em công tác tư tưởng cho các con đi. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Các con, không phải các con đang ở chỗ bố à? Mẹ con tưởng không được gặp các con nữa. Con là ai chứ? Bố không nhốt được bọn con đâu. Con còn cuỗng luôn anh cả tới đây. Mẹ ơi, dù sao cả nhà chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Hay là chúng ta ra nước ngoài? Vì sao nghĩ đến việc sau này không gặp lại Hoắc Hàn Đình nữa, mình lại buồn thế này? Thần thần, con có bằng lòng cùng ra nước ngoài với mẹ không? Xin lỗi mẹ, con không muốn rời xa bố. Mẹ, dù bây giờ chúng ta muốn ra nước ngoài cũng không đi được rồi. Trên đường về, con đã nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ đang ẩn nấp. Bọn họ sẽ không để chúng ta đi đâu. Lẽ nào là Lâm Khiếu Ngôn phải tới trông chừng chúng ta? Có khả năng. Khiếu Ngôn, sao bỗng dưng lại thành ra thế này? Mẹ ơi, không phải chú ta bỗng dưng biến thành thế này. Con đã điều tra tài liệu của chú ta. Chú ta vốn đã là người không từ thủ đoạn. Đều tại con không tốt. Biết sớm thế này, con không nên đi tìm Lâm Khiếu Ngôn. Tứ Dương, bảo sao anh ta lại biết nhà của chúng ta? Hóa ra là chuyện tốt mà con làm. Ôi, không sao, dù con không nói với anh ta thì anh ta cũng sẽ biết vị trí của chúng ta thôi. Alo, cô Diệp, tôi là Lương Hạo. Tôi điều tra được một số manh mối liên quan tới việc nhà họ Diệp phá sản. Tôi đã gửi cho cô rồi, mong là giúp được cô. Được, được, tôi biết rồi. Hóa ra, văn kiện cơ mật của nhà họ Diệp năm đó là do Lâm Khiếu Ngôn đưa cho nhà họ Tiền. Xem ra, mình và bố đều đã hiểu lầm nhà họ Hoắc. Mẹ, con điều tra được năm đó sau khi ông nội phá sản, có rất nhiều người tìm đến nhà họ Hoắc đòi mẹ trả nợ. Bố đã trả hết nợ cho mẹ rồi. Còn có chuyện này sao? Vậy sao Hoắc Hàn Đình không nói cho mình biết nhỉ? Mẹ cần gì thắc mắc, bố toàn giấu hết mọi thứ trong lòng thôi. Nhanh ghê, bố đúng là người tuyệt vời. Con đồng ý nhận ông ấy là bố của con rồi. Mẹ ơi, giờ sự thật đã rõ. Mẹ có đồng ý tái hôn với bố không? Không đâu, bởi vì bố mẹ không hề có tình cảm. Nhưng các con yên tâm, mẹ sẽ mãi yêu các con. Mẹ ơi, không phải đâu, bố thật sự rất yêu mẹ. Đồ ngốc này, sao con biết? Con đã nhìn thấy bố. Diệp Khanh Vị, sao cô lại tới đây? Diệp Táp, chúng chính là con của chị và Hoắc Hàn Đình sao? Chị là loại rẻ rách đã từng sinh con, tại sao còn muốn dụ dỗ anh Khiếu Ngôn của tôi? Hôm nay chính là ngày chết của chị. Hôm nay chính là ngày chết của chị. Múa rìu qua mắt thợ. Diệp Khanh Vị, không ngờ cô muốn lấy Lâm Khiếu Ngôn mà còn không sợ chết. Nếu cô thật sự muốn lấy anh ta thì tôi có thể giúp cô. Chị tưởng tôi sẽ tin chị sao? Hay là cô nghe kế hoạch của tôi thử xem. Được, tôi sẽ tin chị thêm lần nữa. Nếu chị dám lừa tôi thì tôi sẽ không tha cho chị đâu. Alo Lâm Khiếu Ngôn, tôi đồng ý lấy anh. Tốt quá Táp Táp, cuối cùng em đã nghĩ thông suốt rồi. Nhà bên đó của em nhỏ quá, để tôi đón em sang nhà họ Lâm. Không cần đâu, cô dâu chú rể gặp nhau trước khi cưới không may mắn, chờ kết hôn xong tôi sẽ dọn qua đó. Được, thông báo xuống, sắp xếp hôn lễ sang ngày mai. Sếp Hoắc, không hay rồi, cô Diệp đồng ý lời cầu hôn của Lâm Khiếu Ngôn rồi. Hôn lễ được ấn định vào ngày mai. Cái gì? Tôi đã nói sự thật việc nhà họ Diệp phá sản cho cô Diệp rồi, nhưng mà cô ấy vẫn khăng khăng kết hôn với Lâm Khiếu Ngôn. Lẽ nào cô ấy muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân để đi trả thù Lâm Khiếu Ngôn sao? Không được, tôi phải đi ngăn cản cô ấy. Sếp Hoắc đừng hấp tấp, Lâm Khiếu Ngôn đã sai người canh xung quanh nhà cô Diệp rồi, tiểu thiếu gia cũng ở đó.
nếu hành động liều lĩnh thì e là sẽ nguy hiểm đấy. Bác Hàn Đình tôi mà phải sợ Lâm thị của anh ta sao? Nhưng mà cậu nói cũng đúng, lúc tổ chức hôn lễ chắc chắn chúng sẽ lơ là phòng bị, đến lúc đó cậu đi cứu bọn thần thần. Vậy còn cô Diệp thì sao? Tôi sẽ cướp Táp Táp về trước mặt mọi người, khiến nhà họ Lâm thua hoàn toàn. Táp Táp, bố còn tưởng con sẽ chọn rời khỏi đây. Bố, con biết bố không thật sự muốn con lấy Lâm Khiếu Ngôn, nhưng bây giờ con đã không còn đường lui nữa rồi. Táp Táp thay váy cưới xong chưa? Tôi ra ngay đây. Chào buổi tối, các quý ông quý bà. Tiếp theo, xin mời nữ chính xinh đẹp nhất tối nay của chúng ta, cô Diệp Táp lên bục. Táp Táp, em không được lấy Lâm Khiếu Ngôn. Em phải. Diệp Khanh Vị. Sao, sao lại là cô? Sao, sao lại là cô? Sao cô dâu lại là Khanh Vị? Nếu Khanh Vị mà lấy Lâm Khiếu Ngôn thì mọi kế hoạch của mình sẽ loạn hết mất. Ông xã, Diệp Khanh Vị lấy chồng mà ông kích động thế làm gì? Không, không có gì. Táp Táp đâu? Cô đã làm gì Táp Táp rồi? Anh Khiếu Ngôn, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, bao nhiêu người đang nhìn nó, chúng ta kết hôn trước đi. Chú Diệp, rốt cuộc chuyện này là sao? Người tôi muốn lấy là Diệp Táp cơ mà. Khiếu Ngôn, cậu nhầm à? Hôm đó hôn sự định ra là cậu với Khanh Vị mà. Tôi thấy Lâm Khiếu Ngôn và Diệp Khanh Vị rất xứng đôi đấy, đúng là một cặp trời sinh. Chú Diệp, đây không giống điều chúng ta đã bàn trước đó. Chú lật lọng vậy, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Cho dù hậu quả là gì, nhà họ Hoắc tôi cũng có thể gánh vác. Chủ trì, tiếp tục hôn lễ đi. Không được, Diệp Khanh Vị không thể lấy Lâm Khiếu Ngôn được. Tiền Sâm Duy, một người ngoài như ông sao còn phản ứng gay gắt hơn chú Diệp vậy? Sao coi ông ta là người ngoài được? Diệp Khanh Vị là con riêng của ông ta mà. Con riêng gì? Cô nói linh tinh, tôi kiện cô tội phỉ báng đấy. Chứng cứ rành rành đây mà ông còn muốn chối à? Có biết Liễu Phượng Liên mất tích 5 năm đi đâu không? Bị chồng bà giấu đi nuôi kín ở đâu rồi đấy? Tiền Sâm Duy, ông thật khốn nạn. Sao ông dám vụng trộm sau lưng ông tôi? Ông không sống được tử tế thì chết xử đi. Tôi liều với ông, tôi đánh chết ông. Chú Diệp, nếu Diệp Khanh Vị không phải con gái chú, vậy cô dâu hôm nay phải là Diệp Táp chứ. Bố ơi, con mới là con ruột của bố. Anh Khiếu Ngôn, em mới là cô dâu của anh. Hoa Lang, tôi không phản bội ông. Giám định bố con đó là Diệp Táp làm giả đấy. Đúng đó bố, con thật sự là con gái bố mà. Được thôi, vậy chúng ta xét nghiệm bố con lại lần nữa đi. Lang Hoa, chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm nay mà ông không tin tưởng tôi sao? Từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng tin các người, lá mặt lá trái với các người chỉ để tìm kiếm bằng chứng mà thôi. Cái gì? Các người có biết tại sao tôi biết rõ các người có vấn đề mà vẫn đồng ý tổ chức hôn lễ không? Bởi vì hôm nay tôi muốn cho những kẻ đã làm hại người nhà họ Diệp tôi phải chịu tội hết. Táp Táp, tôi luôn đứng về phía em, tôi chưa từng làm hại em mà. Anh còn định đổi trắng thay đen à? 5 năm trước, chính anh đã ăn cắp bí mật nhà họ Diệp, chính anh đã sửa số liệu cho nhà họ Tiền, anh còn định đổ tội cho tôi sao? Các người đều biết rồi à? Lâm Khiếu Ngôn, anh chờ pháp luật trừng trị đi. Táp Táp, tôi làm mọi chuyện đều là vì yêu em. Hoắc Hàn Đình xấu xa như vậy mà em chỉ chấp nhận anh ta, chỉ có làm vậy thì tôi mới có cơ hội lấy em. Yêu tôi mà anh khiến nhà họ Diệp phá sản, khiến bố tôi phải ngồi tù oan những 5 năm. Lâm Khiếu Ngôn, anh không yêu tôi, anh chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi. Người đâu? Táp Táp, em thật sự nhẫn tâm với tôi vậy sao? Lâm Khiếu Ngôn, tất cả đều là tội anh phải chịu. Không, hôm nay là hôn lễ của tôi và anh Khiếu Ngôn, Diệp Táp đều tại chị. Tôi muốn giết chị, coi chừng. Anh Khiếu Ngôn, anh Khiếu Ngôn. Táp Táp, em có thể tha thứ cho tôi không? Không thể nào, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi.
Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất lâu. Lúc trước đúng là anh đã làm không đúng. Anh không nên để sự ghen tức làm mờ mắt, liên tục tổn thương em. Anh xin lỗi. Thái độ nhận lỗi của anh cũng coi như thành khẩn. Tại anh ngốc quá, anh không sớm nhận ra được mọi chuyện. Thật ra, anh không nên nghi ngờ em, vì em có con. Cho dù em có mấy đứa, thì anh đều chấp nhận hết. Thật sao? Thật hơn cả vàng. Vậy em sẽ cho anh biết, thật ra ngoài 4 đứa bé, mà anh đã biết ra, còn 6 đứa nữa cơ. Mấy đứa thế? Sao hả, anh không chấp nhận à? Chấp nhận hết. Chỉ cần là con thì anh đều chấp nhận. Vậy em sẽ nói cho anh biết, thật ra các con, đều là con của anh. Năm đó em đã sinh, thai sinh 10. Các con ơi, ra đây nào. Các con gọi bố đi. Bố ơi. Tái hôn đi, tái hôn đi. Hôn đi, hôn đi.